như là làn da của mình bây giờ trên 40 tuổi bắt đầu nó lão hóa đi dần dần rồi, thì mình sẽ và mình hay thường xuyên đi ra bên ngoài đường rất là nhiều. Do đó mình muốn cái dòng sản phẩm là sữa rửa mặt để cho mình sạch sẽ những cái bụi, sau đó mình sẽ có một dùng sữa dưỡng da khác là để mà dưỡng da những cái nếp nhăn cho nó đỡ nhăn lại cho cái nét đẹp của người phụ nữ mình cao hơn nữa. Chị có thể chia sẻ thêm một chút xíu nữa là cơ duyên nào chị đến với dòng sản phẩm của EV Princess, cũng như là với những người chị em phụ nữ mà chưa sử dụng sản phẩm thì chị có lời khuyên gì cho các chị phụ nữ? Cái cơ duyên đầu tiên á, là mình do một người bạn của mình, thì mới đầu là người bạn này chỉ là một cái đồng nghiệp với mình thôi, nhưng sau đó thì người bạn mình không làm việc nữa, thì mình mới ra tìm hiểu thêm về cái sản phẩm này, thì cũng có người quen giới thiệu, và khi người bạn mình ra như vậy á thì mình thấy là nó giới thiệu nó ô mày lại đây à, mày sử dụng cái sản phẩm này đi, thì khi sản phẩm này khi mình sử dụng á mình cảm thấy rất là hiệu quả, tức là bẩm sinh da mình đã trắng rồi, nhiều khi mình đánh lên nó sẽ bóng mà nó mịn hơn, nó mỏng hơn, nên mình cảm thấy rất là thích. Mà ngày hôm nay mình lại thấy thêm một sản phẩm mới nữa, chắc chắn mình sẽ sở hữu cho mình một bộ. Chị cho phép Trà My hỏi nhỏ một chút xíu là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay hả? Chị đã 48 tuổi rồi. Wow, thưa quý vị, 48 tuổi, nhưng mà khi Trà My đứng gần chị thì có cảm giác như là đứng một người phụ nữ không hề 48 tuổi tí nào hết, làn da rất là săn chắc. Hy vọng là chị sẽ chia sẻ điều này đến với các chị phụ nữ cùng trang lứa để có thể sở hữu được một làn da đẹp như chị nha. Nói chung thì mình cái đầu tiên là khi mình bước ra đường á, mình ăn nhiều thì mình thường hay dùng sữa rửa mặt rất là nhiều, và khi mà buổi tối á, thì mình kể có mình tiếp tục dùng sữa rửa mặt để máy, rồi mình sẽ dùng một cái loại sản phẩm dưỡng da ban đêm. Thì khi mình dưỡng da ban đêm như vậy á thì mình sẽ làm cho cái da mình nó có một cái sự nhịp thở rồi, và khi sáng sớm mình lại rửa mặt thêm một lần nữa bằng sữa rửa mặt, sau đó mình sẽ dùng một cái dưỡng da ban ngày để cho nó đẹp, và sáng khi đi làm mình dùng đi một cái lớp phấn mỏng của dưỡng da. Wow, với những chia sẻ rất là tuyệt vời của chị thì chắc là sau chương trình này Trà My cũng tìm đến sản phẩm của EV Princess để sử dụng để bảo vệ được nhan sắc của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều.